À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục mình review các cái cổ phiếu theo yêu cầu của các bạn trên cái nhóm Zalo ha. Thì vừa rồi thì chiều nay thì các bạn có nhờ mình review một 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 số mã, à xin lỗi, cái TCM hình như không biết là mình có thêm vô không, tại vì nãy là mình tổng hợp cái yêu cầu của các bạn từ hồi chiều ha. Đây là cái danh mục các cái mã mà các bạn yêu cầu mình review. Thì mình đã chạy hết số liệu của chương trình này rồi, và số liệu nó cũng đã có rồi. À, thì bây giờ chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta sẽ review theo cái danh mục này trước đã. À, xem thử là có cái mã nào nó phù hợp hay không. À, để các bạn quan tâm theo dõi không luôn. Ừ. Thì đầu tiên cái cổ phiếu tiếp này ha, hôm nay tăng rất là mạnh. Giá nó chạm đỉnh 25 phiên rồi ha. À, có một phiên là nó 24.6, hiện nay là cái phiên cao nhất của nó là 26.8. Phiên hôm nay cái giá cao nhất của nó trong 25 phiên vừa rồi á là 26.8, phiên hôm nay nó là 26. Nó phiên hôm nay nó tăng 5.89, nhưng cái tín hiệu như thế này là tăng rất là mạnh ha. À, khi mà mình ngó các cái cổ phiếu mà mình review cho các bạn á, đầu tiên là mình xem thử là nó tăng bao nhiêu phần trăm. À, tại vì cái diễn biến trong phiên là diễn biến gần nhất để chúng ta theo dõi được xem là tín hiệu nó có mạnh hay không. Khối lượng thì nó vượt trung bình 25 phiên rồi ha, cũng cũng tương đối ổn mà. À, cái diễn biến giá, chúng ta quan sát diễn biến giá vừa rồi là nó tăng, cái cổ phiếu tiếp này nó tăng liên tục. Các bạn nhìn để ý là những cái phiên cách đây khoảng khoảng 5 6 phiên á, à, nó tăng 6.10 này, 6.9 này, 6.8 này. Rồi sau đó là hai chấm mấy, nó giảm một 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 nó giảm hai phiên lớn. Cái biên độ dao động của cổ phiếu này nó khá là lớn, và hôm nay nó tăng 5.89. À, cái tổng tổng hợp 10 phiên vừa rồi nó tăng tới 21% rồi. Cái tín hiệu như thế này là rất cao, nó đã tăng tăng khá cao rồi. À, nước ngoài thì có mua đi bán lại, nói chung là tương đối cũng cân bằng, diễn biến cũng 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 bình thường. Chúng ta ngó qua cái đồ thị một chút để xem thử là cái cổ phiếu này nó có gì nổi bật hay không. À. Cái cổ phiếu này là sau một thời gian tăng rất là mạnh, các bạn để ý, nãy mình cũng thống kê đó, trong cái chương trình này nó thống kê là tính cả tới 21% rồi, tăng rất là mạnh, nó vượt đỉnh hết 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 cả trong cái thời gian vừa rồi là nó vượt đỉnh ra cũng 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 khá nhiều ha. Sau đó là nó có những cái cây nó đi ngang, các bạn nhìn cái tín hiệu tạo đỉnh của nó này ha, tạo đỉnh ngắn hạn của nó trong thời gian vừa rồi. Thì thường cái dấu hiệu tạo đỉnh là như thế nào? À, thường là nó sẽ có một cái cây nến nó đẩy lên 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 cao, sau đó là nó không vượt qua được cái nền giá mà bị kéo tụt lại ha. Thì cái phiên này cũng là phiên gãy mạnh, nó gãy hai phiên và hôm nay bắt đầu nó tăng lại rồi ha. À, cái phiên hai phiên này thì khối lượng nó cũng 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 tương đồng với nhau, khối lượng tương đồng với nhau, nhưng mà tổng thể là cái vùng này là khối lượng đang rất là lớn. Cái tín hiệu có thể là nếu như các bạn đọc trong các cái tài liệu của Mark Manovini, à, thì chúng ta sẽ xem ở chỗ cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn điều chỉnh rất là bình thường. Sau một cái giai đoạn nó lên cao quá rồi thì nó sẽ điều chỉnh bình thường, và cái cây này cũng 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 trở thành, nếu như mà chúng ta quan điểm như vậy thì cái cây này trở thành một cái tín hiệu mua, à, tín hiệu mua cái điểm như thế này là cũng khá ổn rồi. Ai bắt đầu cũng hướng lên rồi, mà ACD cũng cũng đạt tín hiệu tốt rồi ha. Khối lượng của nó thì nó lớn hơn trung bình 10 phiên, ok rồi. À. À, tình trạng cung cầu cũng tốt, nói chung là có chênh lệch một ít thôi, à, nhưng mà là cái tín hiệu của phiên hôm nay nó bật mạnh như thế này, à, cái cổ phiếu tiếp như thế này là tín hiệu cũng khá tốt. À, chúng ta xem thử một chút về PE cái này nọ của nó, xem thử nó như thế nào, tại vì con này mình cũng ít quan sát. PE của nó hiện nay bằng 5, à, cái giá nó cũng 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 mức độ vừa phải, vốn và cổ tức con này cũng khá đều này ha, cũng 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 khá tốt, tầm 3 chấm mấy trên cái mệnh giá này rất là ổn. À, tin tức của liên quan đến cái cổ phiếu này, à, mình lướt lướt thôi, xem thử nó có những cái gì nó nổi bật hay không. À, báo lại quý 2 tăng 21%, nói chung là tín hiệu này cũng khá ổn, riêng riêng cái phần tiếp tín hiệu này cũng khá ổn mà. À, các bạn nếu có cổ phiếu này thì các bạn có thể nắm giữ cũng được, hoặc là các bạn vào một nhịp cũng được. Riêng cổ phiếu tiếp này mình thấy với trạng thái này là vẫn ok, vẫn cho cái tín hiệu mua. À, tuy nhiên là, à, mình nhắc lại các bạn một một chút là ở với những cái cổ phiếu mà nó đã tăng cao như thế này rồi đó, thì cái việc mà các bạn vào thì chúng ta vào là vào dứt khoát ha, ở vào 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 dứt khoát. Ví dụ các bạn cần 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 mua, à, cần mua một lượng giả sử là 1.000 cổ phiếu đi ha. À, bạn vào bạn 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 vào dứt khoát trong vòng 1 đến 2 ngày, nhưng mà bạn phân bổ cái lợi nó ra.
là buổi sáng một ít, buổi chiều một ít, buổi sáng một ít, buổi chiều một ít, khoảng khoảng 2 ngày thôi. Và các bạn tranh thủ là các bạn xử lý khi T cộng 3 về có lời như thế nào, có lời hoặc là cái cổ phiếu mà giả sử nó quay đầu nó giảm, nó chạm cái ngưỡng cắt lỗ là chúng ta phải thoát ra liền ha. Nên những cái cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh từ 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 một cái chuỗi thời gian rất là ngắn, nó tăng rất là mạnh thì cái khả năng mà nó điều chỉnh nó cũng sẽ bị sâu. Cho nên là nên giả sử như cái tín hiệu cây này mà nó là cái tín hiệu giả này ha, thì có khả năng là nó sẽ gãy gãy trở lại ở vùng này. Và chúng ta cứ phải tuân thủ đúng cái nguyên tắc T cộng ha. Cái nguyên tắc cắt lỗ và nguyên tắc chốt lời mình cũng đã nói nhiều với các bạn rồi ha. Nhưng mà còn tín hiệu hôm nay thì mình thấy rằng nếu mà chúng ta chấp nhận cái quan điểm của Mark Manovini thì có thể là nó đã bắt đầu nó trở lại, nó vùng tăng giá trở lại rồi. Cho nên cái tiếp này mình sẽ để nó là màu màu xanh để cho các bạn theo dõi những cái cổ phiếu mình để màu xanh như thế này là tín hiệu nó tương đối mạnh ha. Cái KGC hôm nay tăng nhẹ, 2 phiên vừa rồi, ba bốn phiên vừa rồi nó tăng cũng khá lớn. Tổng thể trong vòng 10 phiên vừa rồi nó tăng khoảng 9.07% ha. Để xíu nữa sau khi kết thúc cái clip này thì mình sẽ bổ sung thêm một cái dòng dữ liệu nữa. Mình không nhận soi cái chuyện mà biến động 10 phiên mà mình sẽ soi luôn biến động của 25 phiên, của 20 phiên nó sẽ như thế nào để chúng ta có một 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 cái không gian quan sát giá nó tốt hơn ha. Nước ngoài bán ra một ít, mua đi bán lại thì nói chung là cũng 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 tương đối cân bằng ha, chưa chưa có gì nổi bật. Tuy nhiên cái KGC này, cái tín hiệu của cái cổ phiếu sáng nay mình có coi sơ cái KGC thì tín hiệu nó cũng khá ổn này. Cái KGC vừa rồi nó có cây bridge này rất là tốt ha, thêm một cây nữa. Cái này thì có thể là nó lên sinh, nó chạm cái phải cái tâm lý chốt lời ở những cái phiên thứ hai thứ ba thôi. Hôm nay nó trở lại một cái cây xanh, cái tín hiệu cũng cũng tương ổn mặc dù nó tăng nhẹ thôi. Cái KGC trạng thái như thế này mình nghĩ rằng hoàn toàn vẫn có thể vào được. Mà ACG dưới dưới RSI mình thấy trạng thái nó cũng tốt này, khối lượng cũng lớn này, 1,2 triệu so với 800 này. Cung cầu trạng thái này cũng ổn này ha, chưa chưa có gì chênh lệch nhiều. Cái KGC mình nghĩ rằng trạng thái nó vào cũng được, hoặc là các bạn có hàng thì các bạn cứ tiếp tục nắm nắm giữ thôi, mặc dù tín hiệu nó không thực sự mạnh lắm cho cái trend tăng của phiên hôm nay. Tuy nhiên là với tổng thể cái xu hướng vừa rồi thì KGC mình nghĩ rằng nó vẫn còn cái động lực để nó tăng tiếp. MBB thì tín hiệu khối lượng thì nó vượt đỉnh khối lượng 25 phiên ha, giá nó vượt đỉnh 25 phiên luôn. MPP như vậy thì 3 phiên vừa rồi nó có tăng, mặc dù cái biên độ tăng nó rất là nhẹ nhưng mà là tín hiệu về 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 khối lượng như thế này là nó cũng nhiều đó ha. Khối lượng như thế này là cũng cũng rất là tốt, mạnh về giá, mạnh về khối lượng, nằm ở trên đỉnh luôn. Chúng ta sẽ xoay kỹ MPP một xíu. Nó đúng nghĩa ra nó chỉ có một hai ba cây, ba cây vượt vượt ra khỏi cái nền giá vừa rồi. Và nếu như chúng ta vẽ một cái cây ngang ở đây, cái những cái đỉnh cái tạo nền giá này thì thực ra nó chỉ có 2 cây tăng thôi. Mình nghĩ cái MBB này cái đà tăng chắc là nó sẽ còn cái tín hiệu như thế này, khối lượng rất là mạnh. Giá nó cũng 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 có một cái phiên nó đẩy lên 18.3 như thế này mình cũng ổn. Cung cầu trạng thái như thế này tốt. MBB trạng thái này vào vẫn được ha. MBB tín hiệu như thế này là cũng khá ổn ha. Cái DGC nó tăng rất là mạnh rồi ha. Nước ngoài mua vào ổn mà tăng giá cũng nhiều lắm rồi đó. Các bạn để ý nó tăng mấy phiên luôn. Còn DGC này hình như mình cũng đã review cho các bạn rất rất là nhiều lần rồi ha, giá vượt đỉnh rồi. Hôm nay giao dịch 70 tỷ, tín hiệu này rất là tốt. Nước ngoài mua vào liên liên tục ha. Cái DGC xin lỗi các bạn. DGC ha, nó gần giá hôm nay nó tăng trần luôn rồi. Cây này cây brick rất rất cực kỳ mạnh ha các bạn ha, phải để ý cái cây brick này. Hình như trên đồ thị này không không hiểu tại sao nó lại có một cái, nó có một cái cột khối lượng dư ra bên này ha. Cái này mình cũng 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 không biết là nó có lỗi gì không, để mình refresh lại cái phần này ha. Mình sẽ bỏ cái so sánh viên các đang để mình dễ nhìn ha. Đó,
nó vẫn dư ra một cái cột khối lượng ở đây. Tuy nhiên mình quan sát mình giải thích lại cái chỗ này một chút ha. Cây này hoàn toàn đúng nghĩa của nó là một cây brick, một cái cây brick này 38.65 nó nằm ở trên 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 này luôn. Xin lỗi các bạn, nó không phải là dư, mà bởi vì nó tăng mạnh quá và cái gần như giá nó không có biến động luôn, cho nên chúng ta không thấy rõ cái cây nến như thế này ha. Đây chính là cái vùng giá của nó ở đây ha. Nó là 38.65 lần nó nằm ở đây, như vậy là cả ba cây này nó tăng rất là mạnh ha. Cái cây vừa rồi là cây brick này, thêm cái cây này, mặc dù là nó cái cây khối lượng nó không mạnh bằng cái cây hôm bữa trước, tuy nhiên là nó vẫn nằm ở trên cái vùng giá khác, cái vùng khối lượng cũng rất là cao. MRSI này, MACD trạng thái cũng rất là mạnh, khối lượng hôm nay 1.8 triệu cũng khá là mạnh. Chúng ta quan sát cung cầu thử xem. Cung cầu ở đây thì hiện nay là người ta đang bán ra rất là nhiều. Các bạn nhìn cái trạng thái của nó, mặc dù là bán ra rất là nhiều ha, nhưng mà giá nó vẫn nằm ở trên 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 cái giá trần luôn. Nó vẫn nằm ở trên cái giá đỉnh luôn ha, một cái cây rất là lớn ở trên này. Cái diễn biến giá của Đức Giang này hoàn toàn rất là khó hiểu. Mình có thể giải thích theo cái xu hướng này cũng được. Có nghĩa là mặc dù là cái lượng bán ra rất là mạnh như thế này ha, mua chủ động vào thì nó không nhiều, nhưng mà cái lượng bán này ra ra với cái giá cao nó vẫn đang được hấp thu hết. Nó vẫn đang được hấp thu hết ở trong cái phần này, hơn 1.6 triệu cổ phiếu ở đây người ta đã hấp thu hết, chứng tỏ rằng cái khả năng sẵn sàng hứng ở giá cao của cổ phiếu này này rất là tốt. Tuy nhiên để vào nữa hay không thì thực ra cái trạng thái cung cầu như thế này nó rất khó để chúng ta nhận định cái quan điểm cái theo cái lý thuyết thông thường. Trường hợp này mình coi là tạm thời coi là một trường hợp ngoại lệ một chút. Thì với cái tín hiệu như thế này có nghĩa là người ta bán ra ở giá cao và người mua cũng chấp nhận mua ở giá cao, thì như vậy thì cái khả năng tăng giá của cái GGC nó vẫn còn. Thì ở trạng thái này nếu các bạn có hàng rồi thì các bạn tiếp tục các bạn nắm giữ đi ha. Nhưng mà còn cái việc mua mới vào hay không á, thì với quan điểm của mình ở trên cái cổ phiếu này, bởi vì ngày mai là cái phiên ngày thứ tư rồi, các bạn mua thì sẽ qua tuần nó qua tuần các bạn mới bán được. Việc vào trên cái cổ phiếu với cái trạng thái về số liệu nó không thực sự rõ ràng như thế này, mình cũng rất lo lắng. Thì với cái điểm lý thuyết về điểm mạnh thôi, thì GGC nó vẫn đạt lý thuyết về điểm mạnh. Tuy nhiên cái diễn biến người ta bán ra rất rất là nhiều như thế này thì mình cũng không biết ngõ nào một lần hết. Bởi vì hôm mình chúng ta phân tích tâm lý hành vi một chút thôi. Bởi vì riêng cái cây này cái khối lượng nó cực kỳ khủng. Nếu như các bạn mà vào bu ở trên cái vùng giá trên cao này nữa, thì khi mà cái cây khối lượng này về là người ta xả hàng là chúng ta chạy không kịp ha. Cho nên là cái chuyện bu với cái trạng thái mà người ta đang bán ra rất là mạnh như thế này thì nó gây đến cái sự lo lắng. Tuy nhiên về mô hình đồ thị, về mô hình kỹ thuật thì riêng cái GGC nó vẫn ở trạng thái tốt. Tuy nhiên là các bạn mua vào trên cái cổ phiếu này các bạn phải cẩn trọng một chút ha. Còn về lý luận thì rõ ràng là GGC nó vẫn đang trạng thái mạnh. Tuy nhiên mình phải nhấn mạnh một chút ở trong này là các bạn mua thì các bạn phải cân nhắc cái cách ứng xử như thế nào, và chúng ta phải nhận định thử xem một chút nữa là về cái tin tức hay cái diễn biến của GGC nó có gì mà nó tăng giá mạnh như vậy ha. Chúng ta nên phân tích lưu ý một chút để chúng ta nhận định rằng chúng ta có mua cái cổ phiếu GGC này không ha. Cái trạng thái này rõ ràng là mình cũng rất ít gặp trên cái trạng thái này ha. Chúng ta qua GPM. GPM thì nó giảm 1.58 cũng không phải là nhiều lắm đâu ha. Giá nó vẫn gần chạm đỉnh rồi. Hai ba phiên vừa rồi nó tăng rất là mạnh, nó tăng tới 12% rồi, 10 phiên nó tăng 12%, trừ cái phiên này là có nghĩa tăng 14%. Một cái phiên điều chỉnh 1.58 như thế này là cũng bình thường thôi, chưa có gì chúng ta phải lo lắng. Diễn biến nước ngoài mới bán ra khoảng 2 phiên thôi ha, cũng 2 phiên gần đây thì 2 phiên, trước đó 2 phiên nữa ha. Tổng thể là người ta mua 6 phiên bán 4 phiên, tổng khối lượng mua thì mình nghĩ rằng tính sơ thôi ha, nó vẫn còn dương, khối lượng này cũng tốt. GPM chúng ta sẽ ngó kỹ thêm một chút. Tại vì là nếu như mình lướt nhanh toàn bộ danh mục á, thì có khả năng là mình sẽ không phân tích sâu. Tuy nhiên cái phần này các bạn nhờ mình thì có khả năng là các bạn đã nắm hàng rồi ha, cho nên là mình coi cái diễn biến sâu thêm một chút. Nó có một cây bứt phá break, cây này nó bứt phá lên không nổi và sau đó nó có giảm một chút. Tuy nhiên là cái việc điều chỉnh 1.50 mấy này thì cũng chưa thể hiện vấn đề gì rõ đâu ha.
mặc dù là ai nó chạm vào vùng ấm mua nó quay đầu lại một chút, cũng không có gì, cũng 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 cái độ biến động giá này coi như là cái diễn biến rất bình thường thôi. Khi nào nó gãy 3% trong phiên thì mới là tín hiệu xấu. Cho nên trạng thái này thì theo mình nghĩ là cái nhịp điều chỉnh nó tương đối tự nhiên, mang tính tâm lý thôi. Các bạn hoàn toàn, các bạn có thể nắm giữ, các bạn có thể mua thêm, các bạn có thể vào mới cũng được. Tất cả đều chúng ta đều kỳ vọng vào ở cái chỗ cây brick này. Tín hiệu như thế này thì mình nghĩ rằng là tương đối ổn ha. Hôm nay thì nước ngoài bán ra hơi nhiều một chút, hồi nãy mình đã coi rồi đó, hai phiên bán ra rồi. Điểm chủ động thì cái bán chủ động thì nó đang nhiều hơn so với mua chủ động. Cái trạng thái cung cầu như thế này là hơi xấu, nó là cái cung cầu hơi xấu. Nếu như các bạn muốn mua mới cái cổ phiếu này thì các bạn phải chờ cho đến khi nó bắt đầu nó săn giá trở lại thì chúng ta mới mua, chứ cũng chúng ta không không nên mua giá đỏ ha. Giả sử nó đỏ miết đi, nó đỏ tới tới cái vùng này đi, thì các bạn có hàng mà nó chạm nguyên tắc cắt lỗ, các bạn phải xử rồi, cái đó là chúng ta không bàn nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn mua mới một lượng nữa thì chúng ta phải chờ nó bật trở lại, nó xanh lại và nó có thêm một cái cây brick nữa, có nghĩa là nó có hai ba cây brick liên tục để nó cố gắng nó vượt qua vùng giá thì chúng ta mới tiến hành mua. Cái bức GBM mà như thế này là cái trạng thái bây giờ chúng ta chưa mua được ha. Nhưng mà là hàng thì chúng ta vẫn 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 nắm giữ bình thường, không không vấn đề gì hết. Nhưng mà trạng thái mua mới thì chúng ta hoàn toàn không nên mua. Thì cái chỗ này thì mình sẽ đánh dấu cái màu này, nó chưa thực sự xấu cho mình sẽ đánh dấu cái màu này ha. Các bạn để ý một chút. Cái HBG thì cái cổ phiếu này cái diễn biến nó cũng 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 tương đối bình thường rồi. Nó vừa rồi nó tăng cũng mạnh, xong đó nó điều chỉnh một chút, hôm nay điều chỉnh 1%, áp lực chốt lời thôi, cũng cũng không vấn đề gì. Bản thân trong tài khoản mình cũng cũng lời khá nhiều trên cái cổ phiếu này. Có giai đoạn buổi sáng hôm qua hôm kia hôm qua hình như là mình lời tới 8-9% gì đó, hôm nay nó điều chỉnh chút. Cái cổ phiếu này mình nắm giữ lâu dài, với lại cái giá này cũng chưa đạt kỳ vọng của mình, cho nên mình không tiến hành bán ra. Các bạn có cái cổ phiếu này thì các bạn cứ nắm giữ lâu dài thôi. Con này thì mình kể cả không phải là riêng bản thân mình nhận định, mà còn nhiều các công ty chứng khoán người ta cũng nhận định rằng cái cổ phiếu này nó còn một cái kỳ vọng tăng giá khá tốt nè ha. Cái FPT cũng vậy ha, cái FPT cũng vậy. Xíu nữa mình sẽ bỏ qua cái FPT nó cũng đang có đà tăng giá rất là tốt, các bạn cứ nắm giữ thôi. Hoặc là các bạn mua thêm vào vào một ít, không vấn đề gì cả. Hai con này thì mình sẽ không phân tích sâu về kỹ thuật để mình tiết kiệm thời gian ha. Cái XXL thì nó điều chỉnh nhẹ một thời gian sau khi cái cổ phiếu khu công nghiệp nó tăng mạnh thì nó có điều chỉnh nhẹ thôi. Về bản chất thì cả kể cả cái cả hai phiên cái điều chỉnh ha, hai phiên điều chỉnh này 0.90 mấy thì sau đó nó lại bù cho một phiên tám một tám 1.89, sau đó nó giảm 1.83, nó chỉ tăng 10% thôi. Nước ngoài đang bán ra 420 cổ phiếu thì không đáng kể. Riêng cái SSC điểm sức mạnh cũng khá cao tới 65 lần. SSL mình sẽ ngó qua SSL một chút. Có thể là nó ảnh hưởng cái tin tức vừa rồi của liên quan đến Apple một chút, là nó không lựa chọn ở Việt Nam. Tuy nhiên cái động lực của SZL như thế này mình nghĩ rằng cũng ổn, mặc dù nó chưa rõ nét trong cái phiên này, nhưng mà là vừa rồi nó đã có những cái break rất mạnh đang tạo cái vùng giá ngắn hạn ở đây thôi. Các bạn thích thì các bạn có thể là vào một 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 một, một, một ít ở đây ha. Sau đó là chúng ta chờ nó break chúng ta mua nữa. Riêng cái SZL này mình thấy cũng khá ổn, chưa có vấn đề gì, mặc dù tín hiệu hôm nay nó không thực sự mạnh do nó giảm. Do nó giảm mà, và cho nên nó không thực sự mạnh ha. Tín hiệu cung cầu nó cũng cũng không ổn lắm, nhưng mà là với cái tín hiệu này mình nghĩ rằng cái SSL nó vẫn bình thường, nó chưa có gì xấu để chúng ta phải hành xử cho nó khác biệt cả. Rồi chúng ta sẽ coi thêm một chút ở cái cổ phiếu BLC. BLC thì nó tăng liên tục rồi ha, nó tăng nhiều rồi, tăng 16% rồi ha. Cái trạng thái của BLC như thế này, điểm sức mạnh cũng cao 69, mình coi nhanh lên trên cái đồ thị luôn ha. Và cái BLC nào nó tăng liên tục, khối lượng cũng rất là lớn, rồi rồi ai vượt rồi, nó cây cái cây này nó tăng cũng rất là dữ. Các bạn có hàng các bạn cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Mua mới thì cái này tùy 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 cái quan điểm và cái cảm nhận rủi ro của mỗi người thôi. Nhưng mà là với cái trạng thái về kỹ thuật cung cầu như thế này, kể cả đồ thị và vùng mức giá khớp lệnh nằm ở toàn cái xu hướng nó cũng tăng khá rõ như thế này, thì cái BLC này nó vẫn còn mạnh và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể vào được. Mình cũng nhắc lại một chút nữa là bất cứ khi nào mà các bạn vào cái vào cái cổ phiếu mà mang cái tính chất bull định á, bull bull định kiểu kiểu như thế này, nó nằm ở vùng giá cao rồi, các bạn vào là vào quyết liệt, chỉ có 2 ngày thôi.
các bạn vào 4 phiên chia đều ra, sáng chiều à, các bạn vào 4 lần 4 nhịp lệnh mình vào quyết liệt, hoặc là các bạn làm sao làm mua gói gọn trong trong 2 ngày thôi. Và chúng ta canh cái nguyên tắc cắt lỗ của cái cổ phiếu bưu đỉnh này là chúng ta âm 5% là chúng ta phải bán ngay, còn nếu như nó tăng mạnh thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta giữ, chúng ta chờ thôi ha. Cái BOC, cái trạng thái như thế này cũng khá mạnh. MVG thì hôm nay mình mua nhiều, mình mua vào gần 90 triệu cái cổ phiếu này đó, tiền đồng mình nó tăng như thế này khá ổn nè. Đáng lý ra mình mua ngày hôm qua rồi, nhưng mà ngày hôm qua mình không có tiền, hôm nay mình mua ở mức giá nó hơi cao. Cái MVG này cái trạng thái rất là tốt, mình đã làm một cái clip mình phân tích cho các bạn hôm bữa trước, cũng cách đây cũng khoảng gần một tuần thì mình phân tích về MVG, mình nhận định MVG cực kỳ tốt. À, bởi vì là vừa rồi là sau những cái giai đoạn xấu nhất trong trong cái tình cảnh Covid rồi, thì nó cái ảnh hưởng giá cổ phiếu rất là lớn, nó đi ngang ở trên cái vùng giá này rất là nhiều rồi. Cái giai đoạn ở phía trước này thì lúc đó là mình không có review, bởi vì nó có tín hiệu nó gãy, sau đó nó phục hồi trở lại ngang khi mà tạo ra cái nền giá này nè, là mình đã bắt đầu mình review cho các bạn rồi. Và mình nhớ là hình như là bắt đầu nó có cái cây này mình đã bắt đầu mình review cho các bạn rồi, thì đến bây giờ là cái tín hiệu tốt. Hôm nay nó cũng tăng mạnh, cây này cũng đúng là cây Brit ha. À, nó tăng rất mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm mua vào cái cổ phiếu này. Tín hiệu cung cầu cũng rất là ổn, MVG trạng thái nó cũng rất là mạnh. À, cái DHC thì giảm 1.5, giá thì nó vẫn nằm ở ngưỡng cao. À, tuy nhiên cái diễn biến giá của phiên vừa rồi, của trong 10 phiên vừa rồi là gần như nó đi ngang, nó rất là sình lên sình, nó không có gì biến động mạnh cả, lên mạnh cũng không có mà giảm mạnh cũng không có. À, nước ngoài cũng mua đi bán lại, có mua thêm, có mua vào một ít thôi. Điểm sức mạnh gần 24, cái trạng thái như thế này nó khá yếu cho cái DHC. À, mình review thì mình nhắc lại các bạn một chút ha. Là mình review đầu tiên là mình sẽ nhắm vào cái chuyện là cái xu hướng mua. À, còn nếu như các bạn mà có cổ phiếu thì chúng ta sẽ hành xử theo cái cách khác một chút. Hiện nay nó đang nằm trên nền giá và giá nó đang giảm như thế này, chúng ta không mua, chúng ta chỉ chờ nó xanh lại thì chúng ta mua ha. À, nó giảm đỏ đến chừng nào kệ nó hết đỏ nó xanh lại thì chúng ta mua. À, tuy nhiên cái cổ phiếu này nó tạo ra các bước giá rất là tốt, một bước, hai bước, ba bước rất là tốt. Hiện nay đang nằm ở cái bước giá ngắn hạn này, DHC như thế này trạng thái mình nghĩ ổn, các bạn có hàng. À, nếu mà nó gãy tiếp một cây 1.5% nữa thì các bạn tìm cách các bạn chốt lời, còn nếu các bạn chưa có lời thì các bạn cứ nắm giữ thôi, và chúng ta tuân thủ đúng nguyên tắc T cộng. Cái DHC này nó không mạnh nhưng mà nó cũng không thực sự xấu, cho nên mình sẽ bỏ nó ở đây ha, DHC. PMP thì các bạn chiều nay mình có nói trên nhóm là các bạn nên tranh thủ chốt lời con PMP này đi ha, tại vì cái PMP này vừa rồi là hình như là nó có một vài phiên nó điều chỉnh rồi đó. À, một cây nó không tăng lên được ha, một cây nó giảm một chút rồi. À, và nếu như các bạn mà có cái mức lợi nhuận tương đối tốt thì các bạn bán bớt 30%, 50% các bạn chốt lời đi. À, còn nếu như các bạn mà không thích thì trạng thái này chúng ta vẫn hoàn toàn vẫn có thể giữ được, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn an toàn một chút thì chúng ta nên chốt lời ha. BMP này cái đà tăng giá rồi, mình thấy như thế này là khá chắc, cây bứt phá cũng rất là tốt. À, tuy nhiên hôm nay thì cung cầu nó hơi lệch một chút, nó bán ra nó giảm một chút, 1.21% là biến động bình thường. À, chưa có vấn đề gì lo ngại, nhưng mà với cái diễn biến mà giả sử như các chúng ta đã có được cái ngưỡng lời chúng ta mua từ ở đây rồi thì cái chuyện chốt lời ở giai đoạn này là mình nghĩ cũng hợp lý, không vấn đề gì hết. Còn nếu như các bạn lỡ mua ở những cây brick này thì các bạn cứ tiến hành cứ chờ thôi. À, cái đường MA5 này nó vẫn còn nằm dưới đường giá, cho nên chúng ta vẫn còn yên tâm. À, có thể chỉ là điều chỉnh một nhẹ một vài phiên thôi, cái tín hiệu của cái nhựa bình minh hiện nay thì nó cũng chỉ gắn người chúng ta quan sát thêm thôi, tín hiệu mua mạnh thì chúng ta chưa có ha. Cái BMI hôm nay tăng rất là mạnh, tăng 6.80 mấy. Con này nước ngoài bán ra liên tục, hôm nay bán ra khá nhiều, bán ra là tới 261.000, gần 262.000 cổ phiếu lận. Giá con này có một vài phiên giảm nhẹ thôi, một vài phiên đi ngang. Phiên hôm nay tăng rất là bất thường, khối lượng mạnh vượt đỉnh, giá vượt đỉnh luôn, tín hiệu như thế này đủ tín hiệu brick luôn rồi. À, chúng ta sẽ coi lại thử.
nó đủ tín hiệu brick luôn rồi, vượt ra khỏi nền giá luôn rồi. Cái này cũng khá mạnh nè, mô hình cốc tay cầm cũng 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 khá rõ, kể cả hai hai cái mô hình lớn và mô hình nhỏ như thế này cũng khá rõ, cây khối lượng rất là lớn. Mua vào ở phiên này mình nghĩ rằng với cái tín hiệu mạnh này này, nó vừa bứt ra khỏi cái MA5 luôn rồi, à, tín hiệu như thế này mình nghĩ rằng nó còn cái đà tăng tốt nè. Cung cầu nó rất là giống cái GGC Bảo Minh, rất giống GGC, cái trạng thái bán chủ động nó vẫn nhiều. Nên tuy nhiên tín hiệu về giống như mình phân tích về về cái bảo cái GGC hồi nãy, thì cái tín hiệu này nó vẫn ổn. Còn một xíu nữa là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, người ta bán ra, bán rất là mạnh, bán ra 10 tỷ. Nên tuy nhiên giá nó vẫn nằm ở cái giá đỏ như thế này, cái giá tím như thế này, rất là tốt. Mua bán thỏa thuận ở trên này thì nó chỉ có 510 thôi, phần còn lại là người ta đặt lệnh hứng và bán thôi ha. Có thể là người ta đã đặt lệnh hứng hứng sẵn ở cái giá trần này, ha. Cho nên là chúng ta cứ cứ thả lệnh là nó khớp, cho nên cái chuyện cung cầu bán chủ động này như thế này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái trạng thái nó bị lệch cung cầu, nhưng mà về bản chất là người ta đã hứng sẵn cái lượng cung rồi. Như vậy cái BMI này, cái trạng thái cũng 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 khá mạnh ha, chúng ta hoàn toàn có thể vào được. Cái BFC hôm nay chỉ là phiên điều chỉnh bình thường thôi ha, không rõ là cái clip mình đã dài chưa, nhưng mà chắc cũng dài dài rồi đó. Cái B mà cái BFC này, phiên này điều chỉnh nhẹ thôi, các bạn có hàng các bạn tiếp tục nắm giữ thôi. Tuy nhiên hai phiên vừa rồi nó tăng cũng khá nhiều, riêng hai phiên này tăng gần 10 11% rồi. Các bạn mua vào thì cẩn thận chút ha, giá nó gần chạm đỉnh rồi ha. Cái mình việc là mình sẽ show lên cả đồ thị luôn luôn cho các bạn một chút ha, cái clip nó hơi dài, các bạn chịu chịu khó theo dõi. Hôm nay mặc dù là cái cây đỏ, các bạn nhìn cái nền giá nó đỏ dài, nhưng mà thực chất nó không có giảm nhiều đâu ha, nó không giảm nhiều đâu. Tuy nhiên là có khả năng là dấu hiệu tạo đỉnh rồi đó ha. À, tạo đỉnh rồi, các bạn có hàng các bạn quan sát, nếu mà giảm thêm một 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 cây 2% nữa là các bạn thì bắt các bạn chốt lời. Mình thấy thì nó vừa vượt vượt ra khỏi cái MA5 thôi. À, nó nằm ở vùng trên cũng 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 cũng, cũng khá nhiều. À, với cái trạng thái này các bạn hạn chế mua vào, các bạn cứ có hàng thì các bạn nắm giữ quan sát thôi, còn cái việc mua vào thì chúng ta chờ đến khi nào hết đỏ nó xanh trở lại thì chúng ta mua. À, cái BFC như thế này thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái trường hợp giống như các cổ phiếu BMV vậy ha. Chúng ta hạn chế mua cái cổ phiếu T cộng ở giá đỏ các bạn ha. Nếu như các bạn có hàng sẵn rồi thì với giả sử các bạn mua ngày hôm qua nó xanh thì hôm nay nó đỏ một chút á, thì các bạn cứ chờ thôi, cứ chờ. Nếu mà nó chạm tới cái khoảng mà 5% các bạn bán ra, nếu nó đỏ là nó gãy luôn tới 5% các bạn bán ra, như vậy thì các bạn lỗ sẽ rất là ít. Nhưng mà nếu các bạn muốn mua thêm thì các bạn chờ nó xanh trở lại ha, xanh mạnh trở lại thì chúng ta mua. À, các bạn chờ mình một xíu, có thể là trên này có các bạn là nhờ review thêm. À, chưa có ha. Rồi, cái BM mà cái BFC là như vậy. Cái KSB. Cái KSB thì giá thì gần chạm đỉnh, nay giảm nhẹ. Nước ngoài mua vào liên tục ha. Cái KSB này cái trạng thái khá tốt, hình như mình review con này cũng cũng mấy lần cho các bạn rồi. Trạng thái nó cũng chạm đỉnh rồi ha. Ừ, chạm đỉnh rồi, nó tăng mạnh tạo nền giá, có một cái bridge tăng từ ở giai đoạn trước cũng 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 khá nhiều rồi. Cây này thì cũng cây là điều chỉnh nhẹ thôi ha. À, giá thì do nó mở cửa nó thấp, cho nên là đến khi kết thúc phiên nó cao thì nó xanh, nhưng mà bản chất là giá nó vẫn giảm. Khối lượng hôm nay 1,6 triệu, nói chung là cũng tương đối, chưa chưa có gì hết. À, trạng thái như thế này cũng 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 rất rất giống như những cái cổ phiếu vừa rồi mình review. À, mình sẽ đưa nó vào cái nhóm này. Con này thì nó vẫn vẫn còn mạnh, vẫn còn an toàn, chưa có vấn đề gì hết ha.
Tuy nhiên chúng ta đã là T cộng thì chúng ta hạn chế mua mua vào cái giá đỏ ha. CTG hôm nay mình tiến hành mình mua vào rồi. Cái CTG này trạng thái rất là ổn, giá mạnh vượt đỉnh rồi ha. Nó có một phiên tăng mạnh, một phiên tăng nhẹ và hôm nay nó tăng cũng tương đối này, mình cũng đã tiến hành mua vào cổ phiếu này rồi. Hôm nay nước ngoài cũng mua vào là tín hiệu bắt đầu cũng thấy khá ổn chút rồi đó. CTG này mình nghĩ nó cũng sẽ có động lực nó tăng ha. Riêng cái CTG này thì các bạn ở trong nhóm nhà mình review thì hôm mình cũng đã mua và mình đã giới thiệu rồi, cho nên mình tạm thời mình sẽ không view cái đồ thị nữa ha. Cái BT thì chúng ta sẽ bỏ qua. Cái DKL thì hôm nay nó tăng nhẹ thôi, toàn bộ cái chủ giá chứ rồi nó xu hướng nó giảm rồi ha. Nó xu hướng nó giảm và nó đi ngang, nó chưa có gì nổi bật cả. Nước ngoài bán ra liên tục, nó âm tới 15% rồi. DKL này các bạn tranh thủ các bạn chốt lời đi. Trạng thái này riêng về mặt số liệu mình cảm thấy nó xấu rồi. Kể cả cái khối lượng giá trị giao dịch của nó có 800 mấy chục triệu thôi, nó rất là xấu. DKL mình sẽ đánh dấu nó màu đỏ ha. Nên các bạn hạn chế các bạn mua 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 vào cái cổ phiếu này nha. Có hàng này thì các bạn phải tranh thủ bán cắt lỗ hoặc là chốt lời gì đó, các bạn nên tranh thủ thoát ra những cái cổ phiếu giống như thế này. Đây là cái kinh nghiệm giao dịch của mình thôi. Còn các bạn nếu như các bạn vẫn quyết định giữ hay mua mua thêm thì cái này các bạn phải tự nhận định riêng. Cái BHR thì nó có điều chỉnh một ít thôi. Hôm nay mình cũng đã tiến hành chốt lời BHR một một ít rồi. Thật ra cái diễn biến của cổ phiếu này nó vẫn bình thường, chưa có gì xấu cả, nhưng mà là hiện nay mình đang xoay vòng, mình mua thêm CTG, mình mua thêm thêm CTG, cho nên tiến hành mình chốt lời nhẹ trên cái cổ phiếu này thôi. Đâu đó khoảng 2%, 2.5% trên cái cổ phiếu này. Diễn biến của BHR này mình thấy là vẫn bình thường, chưa có gì chúng ta phải lo lắng trên cái cổ phiếu này cả. Cái dòng cổ phiếu khu công nghiệp hôm nay thì gần như là nó có điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên là cái trạng thái của BHR vừa rồi nó bứt phá, có một cây bứt phá ra khỏi cái nền giá này hẳn lên, cộng thêm mấy cây nữa là mình thấy là cái diễn biến của BHR cũng cũng khá ổn. Mua mới thì chúng ta hạn chế, chúng ta chờ nó xanh lại thì chúng ta mua ha. Có thể là nó vừa xanh lại vừa chớm xanh lại chúng ta mua thì nó sớm nó cũng cũng an toàn hơn chút, nhưng mà nó đỏ là tuyệt đối chúng ta hạn chế, chúng ta không mua. Tuy nhiên cái cây đỏ như thế này nó không phải là xấu, khối lượng nó rất là thấp ha. Chắc là người ta vẫn 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 chốt lời nhẹ một ít thôi, chưa chưa có vấn đề gì hết. Còn cái trạng thái của cái BHR này, cái đồ thị nó vẫn vẫn đang rất ổn, các bạn có hàng vẫn các bạn vẫn cứ tiếp tục nắm giữ. Mặc dù cái BHR nó có giảm theo nó giảm chung theo theo cái nhóm của khu công nghiệp trong cái ngày hôm nay, nhưng mà mình nghĩ rằng cái chuyện ảnh hưởng tin tức của Apple ABC này nó chỉ ảnh hưởng nhất thời thôi, hoặc là có thể là ảnh hưởng bởi cái việc chốt lời thôi. Chứ còn BHR mình thấy cái diễn biến đồ thị trông khá rõ ràng, cũng 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 khá tốt, chưa có gì chúng ta phải lo lắng cả. Cái keyword hôm nay giảm nhẹ một chút. Con này thì biến động thường xuyên, tuy nhiên một cái cây nó tăng mạnh như thế này, nó giảm nhẹ một ít thôi, cũng cũng là một tín hiệu tương đối ổn. Chúng ta tạm thời chúng ta có hàng chúng ta nắm giữ, thì trong nhóm mình có chị Thủy ha. Hôm nay hình như có vào cái keyword này, thì trạng thái tạm thời như thế này thì chúng ta vẫn vẫn cứ quan sát tiếp thôi. Con này thì phiên hôm bữa trước mình review là nó rất là tốt, giá nó chạm đỉnh hết tất cả rồi ha. Vừa rồi nó bật ra khỏi cái nền giá, xong đó hai phiên đi ngang, xong đó nó lại lên tiếp với cái cây khối lượng rất là tốt. Trạng thái như thế này của Gesuột là khá ổn, nó đã bước lên lên hẳn trên so với cái nền giá mới rồi. Mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ cái Gesuột này, mặc dù nó giảm nhẹ một chút thôi, tuy nhiên là cái trạng thái nó cũng khá ổn ha. Chúng ta vẫn cứ phải tuân thủ nguyên tắc gánh giống màu một chút, bởi vì nó đỏ thì mình không thể nói là nó mạnh 100% kịch, cho nên mình phải 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 đưa vào cái màu này ha. Cái BOX nó tăng khá mạnh, mình thấy hôm nay mình cũng đã phân tích rồi, điểm sức mạnh nó 95 ha. Cũng cũng khá ổn, nó tăng hai ba phiên liên liên tục rồi ha. Trạng thái như thế này tốt. Cái BLX này nó tăng khá mạnh, cái cây về khối lượng về 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 bứt phá. Tuy nhiên con BLX này về cái số liệu về 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 tài chính của nó mình thật sự mình không hiểu lắm. Các bạn nghiên cứu thêm một chút. Tuy nhiên là với toàn bộ cái tín hiệu về 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 cái kỹ thuật này, nó thực sự nó rất là tốt, diễn biến như thế này nó khá ổn, khối lượng tăng dần này, giá tăng dần, có những cây bứt phá rất là rõ rệt về 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 bức giá và nền giá. MRSG cũng khá tốt.
cung cầu cũng ok, chưa vấn đề gì hết. Con này thì cái thuộc dạng cũng cũng là cái nhóm có vốn hóa lớn trên sàn, à, đặc biệt là cho nên cái việc tăng của nó khá vững chắc, chưa 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 có dấu hiệu gì xấu cả. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể yên tâm mua mua vào cái cổ phiếu này. À, mình thì mình không hiểu lắm tại sao PE nó lên tới 73 lần, à, rất rất là nhiều, thì mình cũng cũng không tính toán, mình cũng không xoay lại. À, các bạn coi lại một chút cái dữ liệu này, từ chiều nay mình xoay thấy số liệu mình thấy cực kỳ. À, các bạn nghiên cứu thêm một chút, còn cái BOX này nó vẫn đạt cái trạng thái cổ phiếu mạnh. À, toàn bộ cái danh mục của các bạn giờ mình review á, thì mình cũng đã review xong. À, tuy nhiên là mình nhắc lại các bạn một chút nữa để các bạn lưu ý là những cái cổ phiếu mình đánh giá màu xanh như thế này là tương đối ổn ha. À, cái màu đỏ như thế này thì nó hơi xấu một chút rồi. À, cái DGL này, đặc biệt là cái DGL này, các bạn phải tìm cách thoát hàng sớm ha. Còn cái màu này, à, nó chưa có gì xấu cả, nó vẫn có triển vọng bình thường, chưa 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 có gì, nhưng mà chúng ta hạn chế mua vào, chúng ta chờ nó đổi chiều màu xanh thì chúng ta mua vào. Và toàn bộ cái nhóm cổ phiếu này mình qua mình review cho các bạn dựa trên cái quan điểm cái phương pháp T cộng hết. À, cho nên các bạn vào thì phải canh cái phải phải quan sát cái cổ phiếu thường xuyên. Nếu mà nó vi phạm cái nguyên tắc cái luật của chúng ta là chúng ta phải xử lý ngay ha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Cái nhóm Zalo hôm nay cũng đông rồi, 360 12 bạn. À, các bạn có thích vào cái nhóm Zalo để trao đổi thì có thể là click vào cái link ở trong phần mô tả mỗi video, nó đều có và mình sẽ approve các bạn thôi. À, còn à, có một bạn mới mới tham gia nhóm. À, các bạn chờ mình một xíu để mình accept cái bạn ở bạn ha. Rồi, cuối cùng thì tạm thời mình kết thúc cái clip này ở đây. Thì mình sẽ tranh thủ mình sửa thêm trong tối nay, mình sẽ sửa thêm một 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 ít nữa ha, và bữa sau mình sẽ có dịp mình sẽ review quét hết toàn bộ cái danh mục của VN30 ở trên này để chúng ta xem thử là từ mình sẽ tính cái plan của mình á, là vào cuối tuần mình sẽ cố gắng mình review toàn bộ cái danh mục VN30 xem thử nó có cái gì nó bật hay không. Để đây là nhóm cổ phiếu rất là quan trọng trên trên trên, trên, trên sàn chứng khoán của mình. À, còn hàng ngày thì mình sẽ tranh thủ review một số cái cổ phiếu các bạn yêu cầu, với lại một vài cái cổ phiếu nào đó nó có tín hiệu nổi bật thì mình sẽ nhắn trên nhóm. À, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip của mình.